Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Quân đội Ukraine sẽ phải rời khỏi khu vực Kursk do chiến dịch thất bại, cựu sĩ quan tình báo Mỹ bình luận. Trong khi đó, tờ Financial Times đã tiết lộ phương Tây sẽ buộc Ukraine phải đàm phán ngay cả khi ông Donald Trump thua cử. Bình luận trên kênh YouTube Dialogbox, sĩ quan tình báo Mỹ đã nghỉ hưu Scott Ritter đã nói rằng quân đội Ukraine sẽ phải rời khỏi khu vực Kursk do chiến dịch thất bại. Tôi nghĩ điều tiếp theo đang chờ đợi Ukraine sẽ là cuộc rút lui hàng loạt khỏi khu vực Kursk. Theo lời của nhà quân sự về hưu, Ukraine mất tất cả trên chiến trường trong nỗ lực đột phá sâu vào lãnh thổ Nga. Các thiết bị của phương Tây viện trợ bị đốt cháy với số lượng lớn. Ông Ritter giải thích, họ đang ở tình thế cực kỳ khó khăn. Vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine với cơ số lên tới 1.000 quân đã tiến hành cuộc tấn công với mục đích chiếm lãnh thổ ở khu vực Kursk. Kiev nói rằng một trong những lý do họ tấn công Kursk là để tăng thêm vị thế nếu có thể đàm phán với Nga. Sự lãnh đạo của lực lượng vũ trang Ukraine mắc sai lầm dẫn đến việc lực lượng vũ trang Nga phá hủy máy bay chiến đấu Su-27 mạnh nhất của họ, tạp chí Mỹ Military Watch đã cho biết. Đoạn phim được công bố vào ngày 13 tháng 8 cho thấy một số ít máy bay chiến đấu Su-27 còn lại của không quân Ukraine đã bị tiêu diệt tại căn cứ không quân tại Mykolaiv. Bà lãnh đạo lực lượng vũ trang Ukraine dự kiến sẽ bị chỉ trích vì một lần nữa đã sai phạm gây tổn thất cho máy bay chiến đấu có giá trị nhất của mình. Lưu ý rằng, hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga đặc biệt thành công trong việc phá hủy các cơ sở quân sự đắt tiền của Ukraine và đồng minh. Đồng thời, bài báo đã thừa nhận Su-27 là máy bay chiến đấu mạnh nhất đang phục vụ trong không quân Ukraine. Tác giả của ấn phẩm tóm tắt, tuy nhiên những nỗ lực sử dụng máy bay chiến đấu này để chống lại máy bay Nga trong không chiến luôn kết thúc với tổn thất nặng nề. Trước đó vào thứ Ba, Bộ Quốc phòng đã công bố đoạn video kiểm soát khách quan, trong đó có một máy bay Su-27 của không quân Ukraine bị phá hủy trong thời gian thực tại sân bay Mykolaiv ở vùng Poltava. Các phi công nước ngoài có thể giúp F-16 vào chiến đấu sớm hơn, nghị sĩ Lindsey Graham tuyên bố. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đã kêu gọi các phi công phương Tây đến và chiến đấu vì tự do ở Ukraine cho đến khi Kiev có thể đào tạo được phi công của riêng mình. Trong khi các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất đã bắt đầu đến Ukraine, nhưng hiện tại vẫn chưa có đủ phi công để lái chúng. Nếu bạn là một trong những phi công F-16 đã nghỉ hưu và bạn đang muốn đấu tranh cho tự do, họ sẽ thuê bạn ở đây, ông Graham tuyên bố trong một họp báo ở Kiev hôm đầu tuần, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ tìm khắp các quốc gia NATO để tìm ra những phi công chiến đấu đã nghỉ hưu nhưng sẵn sàng để giúp đỡ họ, cho đến khi họ có thể huấn luyện được phi công của riêng mình. Nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa nói thêm, chúng tôi sẽ sớm đưa những chiếc máy bay phản lực này vào chiến trường. Một loạt các quốc gia phương Tây trong đó có Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy đã cam kết cung cấp cho Ukraine hơn 80 máy bay chiến đấu F-16, được đưa vào sử dụng từ năm 1978. F-16 hiện đang được hơn 20 quốc gia sử dụng, mặc dù nhiều quốc gia đang loại bỏ những máy bay cũ kỹ này để chuyển sang sử dụng F-35 hiện đại hơn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng này đã xác nhận rằng lô máy bay F-16 đầu tiên đã đến nước này và đã được các phi công Ukraine điều khiển. Dù cho người Ukraine hay người nước ngoài điều khiển, F-16 đều yêu cầu đường băng tiêu chuẩn cao để hoạt động, với việc các sân bay của Ukraine thường xuyên bị hư hại do các hoạt động tấn công bằng tên lửa của Nga. Một số quan chức Ukraine đã đề xuất triển khai các máy bay chiến đấu vốn yêu cầu mức độ bảo trì cao này tại các căn cứ không quân ở các nước NATO láng giềng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ nào trừ máy bay F-16 của Ukraine cũng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga, trong khi Điện Kremlin tuyên bố rằng không có khí tài nào của phương Tây sẽ giúp Ukraine giành được chiến thắng trong cuộc xung đột này. Lãnh đạo đảng yêu nước Pháp Florian Philippot đã kêu gọi trên mạng xã hội X ngừng tài trợ cho Kiev sau khi bê bối của những tham nhũng ở Bộ Năng lượng. Ngày 12 tháng 8, cơ quan an ninh Ukraine SBU đã bắt giữ Thứ trưởng Bộ Năng lượng nước này vì tội hối lộ $500,000. Thêm một quan chức tham nhũng nữa, hãy nghĩ xem, tuần trước EU đã viết cho Ukraine một tấm séc mới trị giá 4,2 tỷ euro, trong đó có $800 triệu do Pháp trả, Philip viết. Chính trị gia này gọi việc tài trợ cho Ukraine là điên rồ và kêu gọi chấm dứt ủng hộ chế độ của Tổng thống Zelensky. Ông nói, thật điên rồ, đây là nơi tiền của chúng tôi ra đi. Ngày 6 tháng 8, Hội đồng EU đã thông qua quyết định phân bổ đợt đầu tiên khoảng 4,2 tỷ euro từ Quỹ hỗ trợ tài chính Ukraine cho Kiev. Các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh, đặc biệt ngày 1 tháng 2 ở Brussels, đã đưa ra quyết định chính trị nhằm thành lập Quỹ hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong thời gian đến năm 2027.
với số tiền 50 tỷ euro với một số điều kiện nghiêm ngặt. Họ cũng đồng ý phát triển một cơ chế và báo cáo theo đó nguồn tài trợ cho Kiev sẽ được thống nhất và phê duyệt hàng năm. Bộ Ngoại giao Iran đã chính thức phủ nhận các cáo buộc, khẳng định rằng họ không có kế hoạch hoặc ý thức thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Tờ Thời báo Tehran ngày 12 tháng 8 cho biết, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc đã chính thức bác bỏ các cáo buộc nước này đã tham gia vào các cuộc tấn công mạng nhằm vào chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Tuyên bố này được đưa ra khi tờ Politico của Mỹ cho rằng các tài liệu liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông Trump đã bị đánh cắp và gửi cho tờ báo này từ một tài khoản không xác định. Theo Bộ Ngoại giao Iran, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố khẳng định rằng báo thông tin của tờ Politico là không đáng tin cậy và không phản ánh đúng thực tế. Iran phủ nhận bất kỳ ý định hoặc động lực nào để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuyên bố của phái đoàn Iran nêu rõ, chúng tôi không coi tin tức này là đáng tin cậy vì chính phủ Iran không có cả ý định và động lực để can thiệp vào cuộc bầu cử ở Tổng thống Mỹ. Thông tin từ tờ Politico cho biết, một tài khoản không xác định đã gửi email chứa các tài liệu nội bộ liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông Trump cho họ. Bên cạnh đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng đã trích dẫn một báo cáo từ Microsoft hồi tháng 6 năm nay, trong đó nói rằng tin tặc liên quan đến Iran đã tìm cách xâm nhập vào tài khoản của một quan chức cấp cao trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump. Báo cáo này nêu rõ vụ xâm nhập được thực hiện thông qua thông tin đăng nhập email của một cựu cố vấn cấp cao. Trước đó ngày 9 tháng 8, một phát ngôn viên của Microsoft tuyên bố rằng Iran đã tham gia vào các hoạt động mạng nhằm can thiệp vào tiến trình bầu cử Mỹ. Phái đoàn Iran đã phản hồi các cáo buộc này bằng cách nhấn mạnh rằng họ đang là nạn nhân của nhiều cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng và các ngành công nghiệp quan trọng. Iran khẳng định năng lực mạng của nước này chủ yếu mang tính phòng thủ và tương ứng với các mối đe dọa mà họ phải đối mặt. Tổng thống Vladimir Putin cho rằng cuộc tấn công lớn nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga kể từ năm 2022 là nhằm cải thiện vị thế của Kiev trước khi bước vào bàn đàm phán và làm chậm bước tiến của Nga. Ngày 6 tháng 8, Ukraine bất ngờ đưa quân tràn vào đất Nga, làm lộ ra những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ biên giới của Nga tại khu vực này. Trong phát biểu công khai về cuộc tấn công, Tổng thống Putin cho rằng Ukraine với sự giúp đỡ của các ông chủ phương Tây đang cố gắng cải thiện vị thế của mình trước các cuộc đàm phán có thể diễn ra. Ông Putin thể hiện hoài nghi về việc có thể đàm phán với đối phương mà ông cáo buộc là đã bắn bừa bãi vào dân thường và cơ sở hạt nhân của Nga. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, các lực lượng của nước này đang đẩy mạnh việc tiến quân dọc theo phần còn lại của mặt trận dài 1.000 km ở Ukraine. Tổng thống Putin cho rằng Ukraine sẽ tiếp tục có những nỗ lực nhằm gây mất ổn định vùng biên giới phía Tây của Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng xung đột đang quay trở lại Nga. Ông cho biết cuộc tấn công qua biên giới mà Ukraine thực hiện là vì an ninh của Ukraine và lực lượng của họ đã giành được những khu vực mà Nga triển khai làm nơi không kích sang Ukraine. Tướng Oleksandr Sinsky, chỉ huy cấp cao của quân đội Ukraine cho biết lực lượng của nước này đã kiểm soát được 1.000 km vùng lãnh thổ Nga, lớn hơn nhiều so với con số mà giới chức Nga đưa ra. Ông Alexei Smirnov, thống đốc vùng cơ cho biết Ukraine đang kiểm soát 28 khu dân cư trong khu vực, trên diện tích sâu khoảng 12 km và rộng 4 km. Chỉ riêng tại vùng Kerch, 121.000 người đã phải rời đi hoặc được sơ tán và 59.000 người khác sắp phải sơ tán. Tại vùng Belgorod, nơi giáp danh với Kerch, hàng nghìn người dân cũng đã được sơ tán. Các lực lượng Ukraine tại Kerch đang cố gắng bao vây Sudha, nơi có trạm khí đốt để đưa nhiên liệu của Nga chảy vào Ukraine. Giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra gần Korenevo, cách biên giới khoảng 22 km và Martinovka. Một nguồn tin của Nga cho biết, cuộc tấn công của Ukraine khiến cho những người theo đường lối cứng rắn ở Nga cho rằng bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn nào cũng chỉ lãng phí thời gian và Nga nên tiến sâu hơn nữa vào Ukraine. Các quan chức Nga cho rằng, Ukraine đang cố gắng chứng minh với các nước phương Tây rằng họ vẫn có thể thực hiện hoạt động quân sự lớn trong bối cảnh áp lực gia tăng, với cả Kiev và Moscow phải vào bàn đàm phán để chấm dứt chiến sự. Trung Quốc đã thúc giục Kiev và Moscow hạ nhiệt tình hình trong bối cảnh cuộc tấn công mới của Ukraine vào tỉnh Kerch của Liên bang Nga. Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, vào hôm 12 tháng 8, Trung Quốc đã thúc giục Ukraine và Nga hạ nhiệt tình hình trong bối cảnh cuộc tấn công mới của Kiev vào tỉnh Kerch. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng lập trường của Trung Quốc về vấn đề Ukraine là nhất quán và rõ ràng, kêu gọi tất cả các bên tuân thủ 3 nguyên tắc để hạ nhiệt tình hình, cụ thể là không mở rộng chiến trường, không leo thang giao tranh và không đổ thêm dầu vào lửa bởi bất kỳ bên nào.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm, Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với cộng đồng quốc tế để đóng vai trò xây dựng cho việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Theo hãng thông tấn TASS, để đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn mối đe dọa của các hành vi có thể được thực hiện bởi các đơn vị phá hoại và trinh sát của Ukraine, Chủ tịch Ủy ban chống khủng bố quốc gia kiêm giám đốc cơ quan an ninh Liên bang Nga Alexander Bonifkov đã quyết định tiến hành các hoạt động chống khủng bố tại các vùng Belgorod, Bryansk và Kursk bắt đầu từ ngày 9 tháng 8. Với việc tiến hành hoạt động chống khủng bố, chính quyền có thể tái bố trí người dân đến nơi an toàn, kiểm soát liên lạc, trưng dựng phương tiện, cho ngừng các hoạt động sản xuất liên quan đến vật liệu độc hại, ngắt kết nối Internet và các liên lạc di động khác. Vào ngày 11 tháng 8, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã tuyên bố rằng Moscow đã ngăn chặn nỗ lực đột phá của lực lượng Ukraine gần các khu định cư Topino và Ovschi-Kolodes ở tỉnh Kursk, lần lượt cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 25-30 km. Đài BBC của Anh gọi đó là sự thừa nhận gián tiếp rằng lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến sâu vào tỉnh biên giới Kursk của Liên bang Nga. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.